Xin chào các bạn đang nghe Wisdom Forest, kênh podcast chuyên về hai mảng nội dung là tài chính cá nhân và những kinh nghiệm trong cuộc sống. Chủ đề ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ là các bước cơ bản để trở thành một nhà đầu tư chứng khoán. Trở thành một nhà đầu tư thành công là mong ước mà nhiều người hướng đến. Đầu tư là con đường tốt nhất giúp bạn đạt được những mục tiêu tài chính cá nhân như tạo nguồn thu nhập thụ động, gia tăng tài sản, hoặc để chuẩn bị cho việc về hưu. Phát triển những kỹ năng và hiểu biết của mình là điều rất cần thiết để chắc chắn những quyết định đầu tư của mình mang lại thành quả tốt nhất. Nghiên cứu và làm theo những chỉ dẫn dưới đây sẽ giúp bạn định hình được tư tưởng đúng đắn và những suy nghĩ nền tảng để quá trình đầu tư sau này sẽ thuận lợi hơn. Thứ nhất là nên tập trung vào những cổ phiếu mình hiểu biết nhất, đừng dàn trải quá nhiều. Trừ khi là bạn có quá nhiều tiền, hoặc là bạn đang quản lý một quỹ đầu tư chỉ số thì bạn mới nên cân nhắc số lượng cổ phiếu mình nắm giữ vượt qua con số 10. Còn với những nhà đầu tư nhỏ lẻ có số vốn đầu tư dưới 5 tỷ thì bạn chỉ nên nắm giữ 3 mã cổ phiếu thôi. Hãy nhớ là kiến thức của bạn càng nhiều thì rủi ro bạn gặp phải càng thấp. Việc sinh lời từ cổ phiếu luôn đến từ sự hiểu biết của bạn về ngành, về doanh nghiệp, chứ không phải đến từ việc bạn mua nhiều cổ phiếu khác nhau rồi cầu nguyện mong cho một cổ phiếu nào đó trong danh mục tăng phi mã để đổi đời. Với một danh mục có nhiều cổ phiếu thì làm sao bạn có thể theo dõi sát sao tất cả các tin tức của chúng được? Khi những cổ phiếu bạn không nắm rõ thông tin hoạt động xấu đi, thì đó là lúc chúng kéo danh mục của bạn suy giảm. Để đầu tư thành công, bạn cần tìm hiểu những thông tin về nội tại doanh nghiệp. Bạn cần nắm được ít nhất là loại hình của doanh nghiệp này, mô hình kinh doanh, các báo cáo tài chính. Cố định danh mục với một số lượng ít cổ phiếu nằm trong vòng tròn ảnh hưởng của mình. Nếu như thấy một cổ phiếu mới tốt hơn, tuyệt vời hơn, bạn hãy so sánh và cân nhắc bán đi cổ phiếu tệ nhất trong danh mục, rồi mới nên mua cổ phiếu mới. Thứ hai là đầu tư với một số tiền chứ không phải với số lượng cổ phiếu. Bạn sẽ thấy là các cổ phiếu có giá trị thấp rất hấp dẫn, vì khi sở hữu một số lượng cổ phiếu nhiều, bạn sẽ cảm thấy là mình giàu có. Hãy tưởng tượng bạn dự tính đầu tư một cổ phiếu nào đó với số tiền 10 triệu. Bây giờ bạn có hai lựa chọn: mua cổ phiếu A có thị giá là 100.000 hoặc mua cổ phiếu B có thị giá là 1.000. Thì trong đầu bạn lập tức làm một phép toán trong vô thức. Nếu mua cổ phiếu A, bạn chỉ có thể sở hữu được 100 cổ phiếu thôi. Còn nếu mua cổ phiếu B thì bạn sẽ sở hữu 10.000 cổ phiếu. Cái tâm lý tự nhiên của con người lúc này sẽ tạo cho bạn cảm giác thoải mái hơn khi mà sở hữu 10.000 cổ phiếu. Và rất nhiều nhà đầu tư mới mắc sai lầm này. Họ mua cổ phiếu theo số lượng và khi trao đổi với bạn bè họ sẽ nói: "Tôi đang sở hữu 10.000 cổ phiếu B", với vẻ mặt đầy tự hào. Nhưng bạn hãy nhớ, tâm lý như vậy là sai lầm tệ hại trên thị trường chứng khoán. Chúng ta đầu tư để tìm kiếm lợi nhuận và lợi nhuận luôn dùng tỷ lệ phần trăm để so sánh. Với 10 triệu đồng, bạn sở hữu chỉ 100 cổ phiếu A ở giá 100.000 thay vì 10.000 cổ phiếu B ở giá 1.000. Cổ phiếu A là một cổ phiếu tốt và tăng giá lên 110.000, còn cổ phiếu B là cổ phiếu kém nên bị giảm giá xuống 0.9.000. Lúc này thì lượng tiền mà bạn có khi nắm giữ cổ phiếu A sẽ là 11 triệu, tức là bạn lãi được 10%, còn lượng tiền mà bạn có khi nắm giữ cổ phiếu B sẽ là 9 triệu, tức là bạn đã lỗ 10%. Thứ ba là mua bán cổ phiếu cần chia làm nhiều đợt. Có rất nhiều chiến lược khi mua bán cổ phiếu. Chiến lược đầu tư kim tự tháp, trung bình giá lên, hay là chiến lược trung bình giá xuống, chiến lược điểm bắt đáy, chiến lược bình quân chi phí đô la. Nhưng mà nhìn chung lại thì tất cả đều dựa trên một nguyên tắc, đó là không ai có thể đoán được đỉnh, đáy của thị trường. Tương lai là bất định, dự đoán một điểm chính xác trong tương lai là điều không thể. Dự đoán một khoảng, đoạn, mặc dù vẫn có một tỷ lệ sai số nào đó, nhưng mà vẫn đơn giản hơn rất là nhiều. Thị trường chứng khoán hoạt động dựa trên cảm xúc, nên là việc biến động là rất lớn. Một cổ phiếu A có giá 100.000 suốt 6 tháng, bỗng nhiên sụt giảm do một tin đồn nào đó chỉ còn 90.000. Bạn cho rằng đây đã là đáy bạn mua và bạn all in ngay với giá 90.000.
Vì tương lai là không đoán được nên giá cổ phiếu hôm sau lại tiếp tục giảm xuống 80.000, thậm chí là 70.000, thì lúc bấy giờ rắc rối bạn gặp phải sẽ không hề nhỏ. Vì vậy, chia nhỏ số tiền đầu tư ra để mua nhiều lần sẽ giúp bạn giảm thiểu đi rủi ro biến động vô lý của thị trường. Và đối với khi bán ra cũng vậy. Thứ tư là quản lý danh mục theo kế hoạch. Sau khi mua đủ lượng cổ phiếu cần thiết, việc của bạn bây giờ là chờ đợi, theo dõi thông tin doanh nghiệp, nhận định và phân tích các thông tin kinh doanh mà doanh nghiệp công bố theo các quý, thậm chí là các năm. Hãy cho doanh nghiệp thời gian để có thể giúp số tiền bạn đã đầu tư sinh sôi nảy nở. Theo thời gian, bạn sẽ nhận ra cổ phiếu nào trong danh mục là tốt nhất và cổ phiếu nào là tệ nhất. Với những cổ phiếu tốt, bạn có thể tăng thêm tỷ trọng khi thị trường có những biến động vô lý làm giá suy giảm. Đồng thời, bạn cũng nên hạ tỷ trọng những cổ phiếu mà kết quả kinh doanh không giống như bạn đoán hoặc sai khác với mục đích. Kế hoạch đầu tư ban đầu của bạn vào cổ phiếu ấy, đầu tư thành công không phải là cố gắng để có nhiều thương vụ đúng đắn, mà đơn giản hơn, chỉ cần bạn không có nhiều thương vụ tệ hại là được. Vừa rồi thì mình đã chia sẻ đến bạn 4 chỉ dẫn cơ bản để trở thành một nhà đầu tư chứng khoán thành công trên thị trường. Hy vọng là những chia sẻ vừa rồi sẽ giúp ích được cho bạn trên con đường đầu tư hướng đến mục tiêu tự do tài chính. Nếu như bạn thấy video này là hữu ích thì hãy giúp mình chia sẻ cho người thân và bạn bè cùng biết, giúp mình nhấn like ở bên dưới video và bình luận cho mình biết ý kiến của bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập podcast tiếp theo vào lúc 7:30 tối mỗi chủ nhật hàng tuần. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.